Thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội. Trong đó, mặt trận chú trọng triển khai các nội dung giám sát chuyên đề, tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, chính quyền cũng như nhiều vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân. Được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã triển khai 3 chuyên đề giám sát, gồm giám sát hoạt động của đại biểu dân cử, giám sát trách nhiệm người đứng đầu ủy ban nhân dân các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Trong 3 ngày 6, 7 và ngày 12 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thành lập đoàn giám sát chuyên đề đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ các phường An Hải Đông, Phước Mỹ và Thọ Quang quận Sơn Trà, theo quy định số 124 của Ban Bí thư và quy định số 06 của Ban Thường vụ thành ủy. Qua cái việc giám sát này thì chủ yếu là chúng tôi muốn về cơ sở để trên cơ sở các công việc của các đồng chí kết quả của các chí làm trong quá trình triển khai thực hiện quy định 124 cũng như quy định 06 à, thì trách nhiệm à, của từng cá nhân các đồng chí trong việc tu dưỡng rèn luyện thì trong quá trình triển khai thực hiện chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn vướng mắt thì muốn lắng nghe cơ sở là có những khó khăn vướng mắt nào thì chúng ta cũng trao đổi và trong thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thì chúng ta cũng chắc chắn sẽ gặp nhiều cái 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 vướng cần phải có kiến nghị không chỉ riêng ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố thời gian qua mặt trận cơ sở và các tổ chức chính trị xã hội cũng đã thực hiện các chuyên đề giám sát trên nhiều lĩnh vực Mới đây, Hội Cựu chiến binh thành phố triển khai chuyên đề giám sát việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và công tác bảo đảm vệ sinh môi trường đối với Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn và chuyên đề giám sát kết quả thực hiện chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Chính Giáng thành lập đoàn giám sát về công tác phòng cháy chữa cháy tại các trường học trên địa bàn phường đối với công tác giám sát phòng cháy chữa cháy thì xác định rõ là cái việc liên quan đến cái trường thì liên quan đến các em học sinh và các cô à, khi có sự cố xảy ra thì hoảng loạn qua giám sát thì chúng tôi kiến nghị đến các cơ quan liên quan cần đầu tư trang bị đúng tầm của mình trong công tác phòng cháy cháy khi có sự cố xảy ra đối với trường học để nâng cao hiệu quả giám sát thời gian đến mặt trận các cấp và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục bám sát thực tiễn nội dung giám sát bảo đảm trọng tâm trọng điểm liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân tập trung nguồn lực thực hiện giám sát một cách đồng bộ chức điểm và có kết quả cụ thể các hoạt động giám sát bảo đảm khách quan công khai hiệu quả thiết thực và mang tính xây dựng phù hợp với chủ trương đường lối và các nguyên tắc quy định của đảng pháp luật của nhà nước